Với những điều tuyệt vời mà hai đêm diễn đem lại, những dấu ấn và hình ảnh của thủ đô được nhân rộng. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có thư cảm ơn gửi đến nhóm nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội. Hai đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội cũng là đêm diễn có quy mô lớn nhất của nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam, thu hút hơn 67.000 lượt khán giả tham dự. Trong thư, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cho biết, sự thành công của đêm nhạc tiếp tục khẳng định hình ảnh của thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa âm nhạc quốc tế của thủ đô. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh đã gửi lời cảm ơn tới nhóm nhạc Blackpink đã mang đến cho khán giả thủ đô Hà Nội, du khách trong và ngoài nước, hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ. Cảm ơn các khán giả tham gia hai đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch, góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các lực lượng chức năng của thành phố đã đảm bảo công tác tổ chức an toàn tuyệt đối của sự kiện này. Chủ tịch Trần Sĩ Thanh cũng hy vọng Hà Nội sẽ được đón và tổ chức nhiều sự kiện tương tự để góp phần thực hiện xây dựng nền công nghiệp văn hóa thủ đô, xứng tầm là một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.